Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của tin tức 24 giờ TV. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong kênh tin tức 24 giờ TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Trong bản tin mới nhất về dịch Covid-19 tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Việt Nam phát hiện thêm 30 ca mắc mới Covid-19, thêm nhiều khu công nghiệp có ca bệnh. Tin nóng, ba bác sĩ mắc Covid-19 đều diễn tiến nặng hơn, phải thở oxy. Phát hiện người đàn ông từng tới bệnh viện ca khám dương tính với nCoV. Tạm đình chỉ một giáo viên ở Lào Cai để xác minh vi phạm phòng chống Covid-19. Bắc Ninh nhập Bộ Y tế hội trần cứu hai bệnh nhân Covid-19 diễn tiến nặng. Thần tốc dựng trung tâm xét nghiệm giã chiến ở Bắc Giang sau một đêm. Thái Nguyên truy trách nhiệm vụ hàng trăm người tụ tập ở quảng trường. Thành phố Hồ Chí Minh hỏa tốc xét nghiệm Covid-19 hơn 75.000 mẫu trong bệnh viện. Thái Lan ghi nhận kỷ lục hơn 9.600 ca nhiễm một ngày. Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 nhanh nhất thế giới với gần 14 triệu mũi một ngày. Sau đây kính mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Việt Nam phát hiện thêm 30 ca mắc mới COVID-19, thêm nhiều khu công nghiệp có ca bệnh. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 17 tháng 5 hôm nay, Việt Nam có thêm 30 ca COVID-19 mới. Bệnh nhân 4.113 đến bệnh nhân 4.242. Trong đó, 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1. 28 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 14, Điện Biên 7, Hà Nam 5, Lạng Sơn 2 đều là ca bệnh trong khu vực cách ly. Thông tin chi tiết 28 ca mắc ghi nhận trong nước cụ thể như sau thưa quý vị: ca bệnh 4.213 đến 4.216, ca bệnh 4.226 đến 4.228 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên là f1 của bệnh nhân 3.758, 3, -3 đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 15-16 tháng 5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Giã Chiến, thành phố Điện Biên Phủ. Ca bệnh 4.217 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn là bệnh nhân nữ 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, là công nhân công ty Hoisiden đã được cách ly trước đó. Ca bệnh 4.218 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn là bệnh nhân nữ 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, là công nhân công ty Holcim đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 5, các bệnh nhân trên dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ca bệnh 4.420 đến 4.421. 4.423 đến 4.425 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam là F1 liên quan ổ dịch cũ đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện kết quả xét nghiệm đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Ca bệnh 4229 đến 242 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là F1 liên quan đến các khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Chám, Song Khê, Nội Hoàng, Quế Võ đã được canh ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 5, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Dã chiến Bắc Giang. Như vậy là đến 12 giờ hôm nay 17 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 2.774 ca ghi nhận trong nước, 1.468 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới tính từ 27 tháng 4 đến nay 1.204 ca. Số ca tử vong 37 ca và số ca điều trị khỏi 2.668 ca. Tiếp theo là tin nóng thưa quý vị, ba bác sĩ mắc COVID-19 đều diễn tiến nặng hơn, phải thở oxy. Các bác sĩ cho biết trong nhóm bệnh nhân nặng, 15 người đang thở máy, 20 người thở oxy. Riêng ba bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Yên, Vĩnh Phúc chuyển đến nằm trong nhóm tiến triển nặng lên và đều phải thở oxy. Đáng chú ý nhiều bệnh nhân trong số này, ở nhóm trẻ tuổi, có bác sĩ tiến triển nặng mới 37 tuổi. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết sẽ phải đánh giá thống kê thêm, nhưng các thông số đợt dịch này cho thấy thời gian ủ bệnh và thời gian bệnh có tiến triển nặng đều ngắn hơn so với đợt dịch trước. Cùng ngày, ông Nguyễn Viết Nhung, giám đốc bệnh viện phổi trung ương cho biết, sau khi ghi nhận ca dương tính thứ ba vào đêm qua, bệnh viện đã quyết định tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 18 tháng 5, ngoại trừ bệnh nhân cấp cứu. Theo ông Nhung, hôm 14 tháng 5 vừa qua, bệnh viện ghi nhận hai bệnh nhân dương tính, đều là bác sĩ của phòng chỉ đạo chương trình. Đêm 16 tháng 5, ghi nhận thêm một ca là kỹ thuật viên phòng này. Trước đây chúng tôi đánh giá khu vực điều trị vẫn an toàn, nhưng khi ghi nhận thêm bệnh nhân thứ ba, bệnh viện đặt mức độ cảnh báo lên cao hơn. Vì thế bệnh viện ngưng tiếp nhận bệnh nhân từ ngày mai cho đến khi xét nghiệm lại cho các khu vực nguy cơ, ông Nhung cho biết. Theo ông Nhung, bệnh viện đã xét nghiệm toàn bộ, có kết quả âm tính hôm ngày 4 tháng 5. Nhưng trong tình hình mới, bệnh viện xét nghiệm lại toàn bộ nhóm nguy cơ F1, F2, sau đó xét nghiệm 30% các khu vực kể cả bệnh nhân và người nhà nhân viên, trước khi có quyết định hoạt động trở lại. Thời gian xét nghiệm và làm sạch khoảng 5 đến 7 ngày. Mỗi ngày bệnh viện phổi trung ương tiếp nhận từ 200 đến 300 bệnh nhân. Trong tình hình bệnh viện tạm thời dừng đón bệnh nhân để khám chữa bệnh, ông Nhung cho biết bệnh viện đang mở khám chữa bệnh trực tuyến. Đây là bệnh viện thứ 12 phải đóng cửa hoàn toàn hoặc là một phần do dịch Covid-19 tính từ ngày 5 tháng 5 đến nay. Chuyển sang tin tiếp theo, phát hiện người đàn ông từng tới bệnh viện ca khám dương tính với nCoV. Thưa quý vị, thông tin này được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội xác nhận sáng ngày 17 tháng 5. Người này là Hát, nam 60 tuổi. Ông Hát được người nhà đưa đến khoa khám bệnh của bệnh viện ca cơ sở Tân Triều ngày 5 tháng 5. Do có tiền sử dịch tễ liên quan bệnh viện ca ngày 8 tháng 5, Trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm một lần và có kết quả âm tính với nCoV. Sau đó ông Hát được yêu cầu cách ly tại nhà. Ngày 16 tháng 5, ông này có triệu chứng sốt ho được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với nCoV. Từ 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội đang là nơi có số lượng bệnh nhân COVID-19 cao thứ 3 với nhiều ổ dịch lớn đang nguồn lây. Tin tiếp theo, tạm đình chỉ một giáo viên ở Lào Cai để xác định vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Xuân Tê, sinh năm 1983, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán chú, tiểu học Cốc Ly 1. Việc Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên Phạm Xuân Tê để xác minh, làm rõ nội dung liên quan tới các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo quyết định, thời gian tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên Phạm Xuân Tê trong vòng 15 ngày kể từ 16 tháng 5. Trong thời gian tạm đình chỉ công tác, giáo viên Phạm Xuân Tê có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức cá nhân liên quan để xác minh làm rõ nội dung liên quan. Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Lào Cai cho biết, giáo viên Phạm Xuân Tê đang cách ly tại khu điều trị cách ly bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay, giáo viên này có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, ngày 29 tháng 4, giáo viên Phạm Xuân Tê đi khám bệnh tại Trung tâm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai đến ngày 30 tháng 4, giáo viên T trở về thị trấn Phố Lu, Lào Cai. Ngành y tế xác định giáo viên T có lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp tại Hà Nội và tỉnh Lào Cai. Bước đầu, cơ quan y tế xác định 40 người tiếp xúc gần trường hợp trên, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Tin tiếp theo, Bắc Ninh nhờ Bộ Y tế hội trần cứu hai bệnh nhân COVID-19 diễn tiến nặng. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 5, Tiểu ban điều trị đã có cuộc hội trần để điều trị cho hai ca bệnh nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề xuất hội trần ca bệnh nặng với tiểu ban điều trị. Buổi hội trần diễn ra lúc 10 giờ sáng 17 tháng 5 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình chủ trì. Theo bác sĩ Hoàng Dương, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, trường hợp đầu tiên là bệnh nhân có mã số 3513 là nam 58 tuổi, trú tại xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh. Bệnh nhân nhập viện trưa 16 tháng 5, chưa có bệnh lý nào đặc biệt. Ngày 9 tháng 5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau họng và tới điều trị tại Bệnh viện Giã chiến số 1 Bắc Ninh, huyện Gia Bình. Sau khi được phát hiện dương tính với nCoV, ngày 11 tháng 5, bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốt cao khó thở, thở gắng sức và có chẩn đoán viêm phổi nặng, siêu hấp trên nền COVID-19, phải thở oxy. Đến 21 giờ, bệnh nhân ho nhiều, tức ngực. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, tổ trưởng tổ hội chẩn đánh giá đây là ca bệnh nặng cần làm thêm nhiều xét nghiệm chuyên khoa siêu âm phổi. Ông cho rằng bệnh nhân nhiễm trùng do SARS-CoV-2 tấn công không chỉ vào phổi. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội đánh giá ca bệnh này chưa quá nặng. Ông hy vọng bệnh nhân có thể duy trì thở máy không xâm nhập, yêu cầu các bác sĩ tại Bắc Ninh xét nghiệm đồng máu. Một trường hợp khác là bệnh nhân có mã số 3760, 67 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5, bệnh nhân này được điều trị tại Trung tâm Y tế Thuận Thành, sau đó chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh ngày 14 tháng 5. Thời điểm đó, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân diễn biến nhanh dẫn đến viêm phổi nặng, suy hô hấp trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường, suy giáp và suy thượng thận. Hiện bệnh nhân được chỉ định thở oxy dòng cao, vẫn khó thở, thở gắng sức, mệt nhiều. Giáo sư Bình nhận định tình trạng bệnh nhân này rất nặng, trường hợp này còn là người cao tuổi, nhiều bệnh nền như suy giáp, tiểu đường, quá cân, nguy cơ tim phổi huyết khối tắc mạch của bệnh nhân rất cao. Đồng tình với quan điểm này, bác sĩ cấp cho rằng hiện bệnh nhân có nguy cơ liệt cơ, siêu hấp cao. Do đó, các bác sĩ cần đặt ống nội khí quản và cho bệnh nhân thở máy xâm nhập ngay. Ngoài ra, tiểu ban điều trị hội trần cho hai trường hợp khác có diễn biến nặng. Đó là bệnh nhân 2983, nữ, 65 tuổi, trú tại Tân Phú, An Giang. Người này từ Campuchia về nước và có tiền sử bệnh tiểu đường, tăng huyết áp nhiều năm. Ngày 13 tháng 5, bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện đa khoa khu vực An Giang lên bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương. Hiện bệnh nhân được chạy ECMO tim phổi nhân tạo, điều trị an thần, giảm đau, giãn cơ, dinh dưỡng qua sồn, phòng ngừa loét dạ dày tá tràng, loét tì đè. Các chuyên gia đánh giá trường hợp này rất nặng, cần được tiếp tục theo dõi các chỉ số trong thời gian tới. Một bệnh nhân khác là trường hợp thuyền trưởng có quốc tịch Hàn Quốc 67 tuổi, Bệnh nhân nhập viện ngày 16 tháng 5 xuất hiện triệu chứng khó thở trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Người này được chuyển tới Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để theo dõi và điều trị. Ngày 17 tháng 5, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tạm, khó thở và thường xuyên có co kéo nhẹ cơ hô hấp. Qua các chỉ số ban đầu, các chuyên gia đánh giá bệnh nhân này đang có xu hướng diễn biến nặng lên. Người bệnh cũng có tiền sử tăng huyết áp, béo phì, Do đó, các bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng cần phối hợp thường xuyên hơn, hội trần hàng ngày, đồng thời thông tin liên tục tới tiểu ban điều trị để có hỗ trợ kịp thời. Tin tiếp theo, thần tốc dựng trung tâm xét nghiệm giã chiến ở Bắc Giang sau một đêm. Thưa quý vị, trong ngày 17 tháng 5, Trung tâm xét nghiệm giã chiến của Học viện Quân y sẽ bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại địa bàn tỉnh Bắc Giang gấp rút triển khai theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bộ Quốc phòng chiều qua, hôm nay 17 tháng 5, Trung tâm xét nghiệm giã chiến của Học viện Quân y tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang sẽ bắt đầu tiến hành việc lấy mẫu và xét nghiệm tại thực địa. Công tác chuẩn bị của các lực lượng tham gia đợt tri viện khẩn cấp này đã được yêu cầu hoàn thành trước 19 giờ ngày 16 tháng 5 sau đó cơ động đến Bắc Giang ngay trong tối cùng ngày và tiến hành lắp đặt trang thiết bị, bố trí các tổ công tác trong sáng sớm 17 tháng 5. Ban chỉ huy trung tâm xét nghiệm giã chiến gồm 12 người do Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y, làm trưởng ban, cùng hai phó trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo, cán bộ, đơn vị trực thuộc học viện. Ngoài đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên có trình độ cao của học viện và các đơn vị trực thuộc như Viện Nghiên cứu Y Dược Học Quân sự, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân y còn tăng cường cho trung tâm xét nghiệm giã chiến hơn 100 học viên tham gia các tổ lấy mẫu xét nghiệm. Tham gia nhiệm vụ đặc biệt này, Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự còn có nhiệm vụ bố trí hệ thống máy móc, trang bị lực lượng làm xét nghiệm Green Time PCR và xét nghiệm test nhanh kháng nguyên trong container tại trạm xét nghiệm lưu động tại Bắc Giang. Đồng thời phối hợp đảm bảo các trang thiết bị bộ kit xét nghiệm mới phục vụ triển khai dã dạ chiến trong container tại thực địa dự kiến từ 19 tháng 5 triển khai các kíp xét nghiệm, phục vụ xét nghiệm khoảng 5.000 mẫu một ngày và tùy theo tình hình sẽ nâng dần công suất, tối đa khoảng 10.000 mẫu một ngày. Đối với Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, ngoài việc cử cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên thực hiện nhiều công việc của Trung tâm Xét nghiệm Giã chiến tại Bắc Giang, hai bệnh viện này còn được yêu cầu sẵn sàng cử thêm lực lượng tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch, xác định đây là nhiệm vụ đột xuất và đặc biệt quan trọng, lãnh đạo học viện quân y yêu cầu các lực lượng tham gia có ý thức trách nhiệm cao nhất, tổ chức chặt chẽ nghiêm túc khoa học, an toàn, tuân thủ nghiêm quy định của công tác phòng chống dịch Covid-19, làm tốt công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tin tiếp theo, Thái Nguyên truy trách nhiệm hàng trăm người tụ tập ở quảng trường Thưa quý vị, trong công văn hỏa tốc vừa được gửi đi, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên báo cáo kết quả xử lý các cá nhân liên quan vụ tụ tập có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Chiều 16 tháng 5, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên phát hiện khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Trưng Vương có hàng trăm người tụ tập, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, không đảm bảo giãn cách. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cần chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát người dân trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, không để tái diễn tình trạng vi phạm như trên. Cũng trong ngày 16 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có văn bản yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên và các huyện Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai chỉ đạo các xã giáp danh tỉnh Bắc Giang tạm dừng các dịch vụ ăn uống, các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, phòng tập thể thao, quán game từ 0 giờ ngày 17 tháng 5. Trước đó, toàn tỉnh cũng tạm dừng các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu như karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ đồ uống vỉa hè cà phê, quán trà đá, trà cha chanh, quán bia. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu người dân tại vùng giáp danh không ra ngoài khi không thực sự cần thiết, hạn chế di chuyển đến địa bàn tỉnh Bắc Giang. Người dân đến từ các tỉnh có dịch phải khai báo y tế. Ngoài ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện thị xã chỉ đạo xét nghiệm ngay cho cán bộ công chức tại các xã tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang. Tin tiếp theo thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hỏa tốc xét nghiệm COVID-19 hơn 75.000 mẫu trong bệnh viện. Ngày 17 tháng 5, thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch lấy mẫu bệnh phẩm từ nhóm nhân viên y tế và bệnh nhân thân nhân người bệnh điều trị nội trú tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố từ đêm 12 tháng 5 đến nay đã hoàn tất. Tổng số mẫu được lấy là 75.247 từ hơn 100 bệnh viện thuộc tất cả các bộ ngành liên quan, trong đó có 47.696 mẫu của nhân viên y tế, 16.039 mẫu của người bệnh và 7.620 mẫu của người nuôi bệnh. Hiện nay, thành phố đã có 24 cơ sở trong và ngoài ngành y tế được cấp phép đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Các mẫu bệnh phẩm đã được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở đủ điều kiện khẩn trương thực hiện xét nghiệm đã có gần 45.000 mẫu cho kết quả, chưa có trường hợp nào dương tính được phát hiện. Cùng với việc xét nghiệm tầm soát, ngành y tế đang yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố siết chặt công tác khai báo y tế khử khuẩn, khám sàng lọc phân luồng cách ly đối với tất cả các bệnh nhân và nhân thân khi đến bệnh viện. Các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ vật tư trang thiết bị nhân lực sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra khi dịch bùng phát trên diện rộng. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin Thái Lan ghi nhận kỷ lục hơn 9.600 ca nhiễm một ngày. Theo báo Bangkok Post, hôm nay 17 tháng 5, Thái Lan ghi nhận thêm 9.635 ca nhiễm, 25 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong của nước này lên lần lượt là 111.082 và 614. Theo hãng tin Reuters, 9.635 là số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất được ghi nhận tại xứ sở Chùa Vàng từ đầu dịch COVID-19 tới nay. Con số này gấp 4 lần số ca nhiễm mới hôm 16 tháng 5, 2.302 ca. Số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất trước đó ở Thái Lan, 4.887 ca, ghi nhận hôm 13 tháng 5. Chính số tù nhân mắc COVID-19 cao đã đẩy số ca nhiễm mới của Thái Lan lên mức đáng lo ngại này. Trong số 9.635 ca mắc mới, 6.853 ca ghi nhận tại các nhà tù Thái Lan. Báo Bangkok Post dẫn thông tin từ trang presidentstudios.org cho biết, tính tới ngày 1 tháng 4 năm 2021, có 307.910 người đang bị giam trong các nhà tù Thái Lan, gồm những trường hợp tạm giam trước xét xử. Thái Lan đang nỗ lực đối phó làn sóng lây nhiễm thứ ba. Nước này vừa mở bệnh viện giã chiến mới có tên là Bussarakam tại khu vực phức hợp Impact Muang Thong Thani ở tỉnh Nonthaburi, gần thủ đô Bangkok. Bệnh viện này có thể điều trị 5.000 bệnh nhân COVID-19 từ Bangkok và các tỉnh lân cận. Đến nay, Thái Lan đã phân phối khoảng 2,2 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm cho nhân viên tuyến đầu chống dịch và nhóm nguy cơ cao. Họ sử dụng vaccine nhập khẩu của hãng Sinovac BioNTech Trung Quốc, AstraZeneca của Anh, Thụy Điển. Tin tiếp theo, Trung Quốc tiêm vaccine COVID-19 nhanh nhất thế giới với gần 14 triệu mũi một ngày. Thưa quý vị, dân Trung Quốc đổ xô đi tiêm vaccine COVID-19 khi mà số ca nhiễm mới bùng lên ở hai tỉnh An Huy và Liêu Ninh, theo số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC. Nước này thực hiện 13,7 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 hôm 14 tháng 5, Trung Quốc đang tiến gần hơn tới mục tiêu tiêm chủng 40% dân số hoặc tiêm ít nhất 560 triệu liều vaccine trước thời điểm cuối tháng 6. Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy người dân đổ xô đi tiêm vaccine xếp hàng dài chờ đợi tại các điểm tiêm chủng mặc cho trời mưa. Tân Hoa Xã đưa tin, người dân tại thành phố Hợp Phi, thủ phủ của tỉnh An Huy đã xô đổ đi tiêm phòng với 360.000 mũi tiêm được thực hiện trong hôm ngày 14 tháng 5, nhiều nhất trong một ngày tại thành phố 10 triệu dân này. Tính đến hôm 16 tháng 5, khoảng 393 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm ở Trung Quốc, trong đó 210 triệu liều được tiêm chỉ trong vòng một tháng qua. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Trung Quốc giờ đây có thể tiêm 20 triệu mũi vaccine mỗi ngày. Đừng ngại tiêm vaccine, những ca nhiễm virus mới đều là những trường hợp không tiêm vaccine. Đây là hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người. Để tạo hàng rào miễn dịch, tiêm chủng không phải là lựa chọn mà là điều bắt buộc. Tân Hoa xã đăng tải trên tài khoản WeChat chính thức. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc CDC George cao cho biết, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ước tính Trung Quốc có 900 triệu đến 1 tỷ người được tiêm vaccine COVID-19 vào năm tới. Nước này sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng. Tại nhiều nước châu Á, trong đó có Trung Quốc, tâm lý ngại tiêm phòng COVID-19 của người dân được cho là phổ biến. Nhiều người tỏ ra tự mãn vì thành công sớm trong việc kiểm soát dịch, trong khi số khác không tin vào sự an toàn của vaccine COVID-19. Nhưng dịch bùng phát ở một số nước trong khu vực thời gian gần đây được xem là thách thức sự lưỡng lự trong tiêm chủng của người dân. Trong hoàn cảnh này, nhiều người bắt đầu nhận thấy tốt nhất để ngăn nguy cơ nhiễm bệnh đó là tiêm vaccine. Trung Quốc đang chạy đua bảo vệ lợi thế kiểm soát COVID-19 trong bối cảnh các nước phương Tây bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế sau khi tiêm chủng diện rộng. Trung Quốc thực hiện các biện pháp như kêu gọi tiêm phòng COVID-19 bắt buộc trong công ty quốc doanh và đảng viên. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến trái chiều, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.